Những người bên ngoài nhìn về anh như thế nào đối với anh không quan trọng. Quan trọng là mình phải biết mình là ai và biết được rằng mình sinh ra trên đời này là một điều kỳ diệu. Càng lớn, đại đa số chúng ta càng lớn thì ước mơ của chúng ta càng nhỏ. Muộn nhất là 40 tuổi phải sở hữu trong tay cổ phần của câu lạc bộ Manchester United. Mình là một người con của Uông Bí, một người con sinh ra và lớn lên ở Uông Bí. Và nhân duyên lớn đấy là Chùa Ba Vàng thì cũng gắn bó với tuổi thơ của mình từ rất lâu rồi. Và đến khi Chùa Ba Vàng lớn như bây giờ, mang được nhiều những giá trị cho cộng đồng như bây giờ thì mình có nhiều cơ hội hơn để đến với chùa và có những cái buổi giao lưu như này. Nếu như mà mình nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 5 mà mình có chia sẻ với các bạn khóa sinh của Chùa Ba Vàng, khóa tu mùa hè. So với những lần trước thì thật sự là rất bất ngờ, bởi vì năm nay các bạn rất là đông, đông hơn rất nhiều lần so với những lần trước. Và chắc chắn là khi mà đông thì cái nguồn năng lượng cũng như tinh thần cũng sẽ rất là mạnh mẽ. Cái lịch của mình thì rất là bận rộn, nhưng mà khi mà có lời mời từ phía các thầy, các sư thầy ở chùa Ba Vàng ấy, thì mình cũng cố gắng để sắp xếp, bởi vì dù sao thì đi khắp nơi trên cả nước cũng như là rất nhiều nước trên thế giới rồi, thì có được cái cơ hội về để cống hiến cho quê hương, cho cái nơi mà mình đã sinh ra, thì đấy là một cái điều mà mình cũng rất là mong muốn và cảm thấy rất là hạnh phúc. Cũng giống như tất cả những gì mà mình đã chia sẻ trong cái buổi nói chuyện vừa rồi ấy, thì cái lời nhắn nhủ đến tất cả các bạn đó là có mặt trên cuộc đời này là một điều kỳ diệu rồi. Và chúng ta rất là may mắn khi được tham gia những khóa tu giống như thế này để học được những đạo lý, học được những điều giá trị trong cuộc sống và làm thế nào để áp dụng được tất cả những điều tuyệt vời đó vào cuộc sống chúng ta để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Đối với Sơn Lâm thì thầy Thích Trúc Thái Minh luôn là một người mà Sơn Lâm rất là yêu quý và kính trọng. Và chúc cho thầy có thật nhiều sức khỏe, thêm nhiều những cái bài giảng giá trị nữa cho không chỉ các Phật tử mà còn có các bạn trẻ khắp nơi trên cả nước, những bài học để áp dụng vào cuộc sống của mình, những cái giáo lý của nhập Phật để làm sao mọi người có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Đây cũng là thông điệp anh muốn gửi đến tất cả các em rằng trong cuộc sống này sẽ có những lúc chúng ta vấp ngã và xung quanh chúng ta không có ai hết. Lúc đó đừng kêu ca, đừng đổ lỗi mà hãy đứng lên hiên ngang bằng chính đôi chân của mình để khẳng định với cuộc đời này rằng chúng ta xứng đáng được sinh ra trên đời này và sẽ sống một cuộc sống giá trị, thành công và hạnh phúc. Tạm biệt tất cả các em.